5 đồng, 5 đồng, 5 đồng, 5 đồng. Không có gà tới đây á, gà tới đây á là 6 đồng lận. Má vô, má vô. Các bạn ơi, mãi vô mãi vô. Nhanh tay thì còn mà chậm tay cũng còn luôn. Đây là quán tây quán tầm, rồi lại quán bánh mì. Đi đâu đây em cũng không bằng cái món bánh mì Việt Nam. Nhìn sang bên kia, ô bà ghét mấy da lò. Sao tôi vẫn dừng chẳng còn thấy bánh ăn. Ngày này mà ai mà ăn ngon á, thì nhớ không ngon. Trong tôi vẫn dừng mạng vọng về quá khứ năm bàn. Về một nơi thân yên và những tiếng già. Bánh mì Sài Gòn. Bây giờ mình coi cái 1.001 ô đây. Bánh mì này hàng chả lụa này. Wow. Đắng rùa thơm bò. Chả gần này hàng dưa leo này, cà gót chua này hàng. Bánh mì Sài Gòn. Đó là ngon. Mà chưa ăn tôi không thể nào quên. Bánh mì Sài Gòn. Hấp dẫn mà ha. Cương là cắn mình. Bao nhiêu năm trôi qua, một mình tôi nơi phương xa, ngày nào cũng lo kiếm tiền, chẳng kịp thấy nhớ nhà. Quanh năm ăn tiết ra, chẳng còn biết miếng dưa leo, đồ chua pate, ô giò lụa với rau ngò. Lâu lâu bỗng dưng chột dạ nhớ tới bánh mì, vì quanh năm ăn đồ tây tàu cũng ngấy. Đôi khi vẫn nhớ một miền quá khứ nào. Một chiều mưa xôn xao và những tiếng già. Mà chủ này á, cô em này nói là cái bánh ngon mì Sài Gòn. Dạ. Một ngàn một ô đây. Nhìn thấy hấp dẫn mà ha. Trời ơi, vui leo. Ớt này hả? Chắc ớt này. Thử. Đất rùa thơm bò. Ớt này cay lắm ha. Ớt này của anh áo đỏ nè các bạn. Đi xa tôi không thể nào quên. Wow, đầy đủ ha. Tương ớt. Tương ớt hiệu con gà. Một chút yeah. Hương vị quê nhà. Người Úc ăn tương ớt hiệu con gà America, America luôn các bạn. Ôi la 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 ngon ngon ngon. Ôi la 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 thơm ngon ngon. Có nước uống nữa ta bác. Ôi la 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 ngon ngon ngon. Ăn thử nha. Bánh mì Việt Nam. Bánh mì Sài Gòn. Chỉ 1.001 ô thôi. Bánh mì Sài Gòn 1.001 ô. Bánh mì Sài Gòn. Bây giờ bánh mì á, rất có thiếu con trả là đất ruột và thật thơm bò. Ngò nữa dù gì, ô quên thành ngò các bạn. Bánh mì Sài Gòn. Đi xa tôi không thể nào quên. Bánh mì Sài Gòn, đất ruột thơm bò. Bánh mì Sài Gòn. Trời, hấp dẫn quá. Một chút hương vị quê nhà. Ôi la 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 thơm ơi là thơm. Ôi la 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 ngon ơi là ngon. Ôi la 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 thơm ơi là thơm.